ở đây này. Nó ngửa ra vậy nè, nó ngã ngửa lên hơn rồi. Nó quấn cái nó ngửa ra. Hai thằng em ở đây nồi lớp lớp rồi chạy lên nó bay lên. Nhỏ. Con anh Cường vậy? Nay sể quá trời tôi hú luôn các bạn. Tôi hú trâu đàn cực kỳ. Phải nói con cò trên đục bình đó Peter mà bảo thằng em Peter đó bảo em xuống luôn rồi chứ. Phá đó mà bơi là bố ơi. Bơi là ăn cám luôn rồi. Chết rồi. Ôi hôm nay thành quả về là anh em quá thành công rồi. Rồi xong. Ấy nó bị khiên ơi, khiên ơi, khiên ơi. Ơ kìa, xuyên qua người kìa. Vướng cái gì điện. Rồi xong rồi. Được rồi, còn con đấy. Rớt đâu rồi. Ngay đây luôn, rất thẳng. Đây nè. Con tìm vịt. Tìm vịt. Ok. Xa chứ bộ ha. Tút kia. Hey. Say. Say yeah. Say yeah. 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 Nắng nó thiền thiền vậy anh. Chả điên. Có khi con này nắng quá đầu đầu. Ừ. Tuyệt vời, một con bị vịt nhé các bạn. Em bắn em lượm cho ngầu hả? Ủa em bắn là anh phải lượm chứ. Con này bị khúc hay sao á nhỉ chứ à. Đây, ngầu lòi luôn, ngay đầu. Em bắn ngay đầu à? Ừ. Xuyên táo. Ê con này u nu à. Anh cầm thử coi. Trời má nó to hơn. Anh cầm cái cần cổ anh mới sợ. Cái cổ á, cầm ngay ra ngang lên. Thấy là nó bắn xuyên vào đầu luôn. Tuyệt vời nha các bạn. Ghê mày. Bắn hit nha. Ơi hôm nay ngày của em rồi. Ôi cô cầm con tiền vịt tới đây anh chụp cho. Tuyệt vời. Sáng nay một thú, giờ là con bị nhịp cầm cầm xòe cánh em chụp cái chụp hả? Sao? Cầm gì mới đẹp. Con này cái lông nó... Trắng của em ơi, ra chỗ đây. Ừ. Đây hả? Đây được chưa? Ở đây đây. Đây ngược tháng chứ đúng không? Ăn sáng hàng kia mà. Để ăn sáng hàng kia thì em đứng ra bên này thì anh mới chụp. Đây nè. Người mấy cái chân cho nó ngầu. Ok. Cứ tuyệt vời. Đau quá. Còn nó mập, nhìn nhỏ nhỏ đúng ra. Rồi mắt chân rướm máu rồi. Vô đây, viên đầu từ đây qua đây. Kinh. Kinh quá. Tuyệt vời, chiến công nữa. Khăn nước này anh định bắn mà. Ừ. Cái con kia nó bay lên trước đúng không? Bây dài nữa. Ghê hả? Bắn được phướn này hả? Ông này có duyên với phướn. Ừ. Ghê á. Này ông bắn được hai con phướn rồi đó. Bắn banh chành luôn. Được rồi. Bắn mấy viên mà sao tới nó banh chành như vậy? Bắn bảo. Đấy, mình phải cho chắn hai con này nhau chứ. Ông này ông có duyên với phướn ghê á. Tùng. Hai. Con bị... mấy con rồi? Hai con rồi đúng không? Con bị bịp tôi bắn nó bị khìn rồi. Ôi, ngay đầu nó xuyên vào đầu luôn. Ghê không? Ông cầm cái cổ á. Ông cầm cái cổ á. Quá to luôn. Luôn ha. Ngay đầu hai ông cầm hai con lên xem. Đây, cầm hai con cho phần đi. Đây đây vào con hai YouTuber của chúng ta đã có hai con hai con đuôi dài. Chờ chút chụp cái hình nha. Rồi ok, để từ lấy điện thoại ra chụp tấm hình.
Hai con xòe cánh ra nhìn nó ngầu đây. Cầm ké ấy, cầm ké miếng ấy. Mặt lại nha, xong lát tôi chụp chân xong nhé. Thôi nó bị vướng cái đèn kính xe. Rồi đứng yên. Má đẹp dài. Rồi ok. Dạ. Cua tin hả? Dạ. Có bắn con gì ạ? Con chiêu con phướn. Ờ, chim khách hả? Dạ. Giờ làm gì? Dạ. Giờ làm gì? Không, tụi em đi bắn quay phim thôi hả? Bắn quay phim đăng lên chơi. À. Dạ. Có bị phim nữa hả? Con thị phướn. Con nó con đang bị khìn khìn á, ừ, nó khìn khìn vậy. Bắn xuyên qua đầu luôn anh. Ờ để chép anh thú cả. Ờ nãy cái đó. Đó. Kinh. Cái này đổ ra. Trời ơi, kệ ơi. Quá trời luôn nè các bạn. Lộng con đó. 2 kg hơn 3 kg rồi đó. Hú có lú đầu lên. Tô hú còn sống luôn. Con bị bịp còn sống á, anh coi chừng nó chui á, anh phải cột chắc á. Cột lại đi không có nó bay ra. Bỏ vô rồi. Quá trời luôn, đầy luôn không? Hy sinh cái vỏ này máu me quá trời dính luôn. Trời ơi, cuối cùng lụm cò nha các bạn. Anh Cường lụm cò nè các bạn. Anh bắn đừng cò hương nha các bạn. Má ơi. Em kêu cho đúng vần mà. Ghê không? Quá dữ. Anh ít khi bắn lắm nhưng mà anh bắn một cái là cụ đi chân lạnh toát. Anh bắn con vô mình nó bay nó khựng lại cái nó cũng bay luôn. Anh Cường thấy em đáp quả này gắt không? Em bắn con này xuyên qua phần cổ nên nó gục luôn. Được rồi nhé các bạn. Cười tươi như hoa vậy. Ấy, yes, cục, mày. Quá tuyệt vời. Gục ngay luôn. Giờ cho lượm ta. Nó tới đây nó bị cản lại nè. Hả? Gục rồi, ngay gần cổ luôn rồi các bạn. Ăn cò ngay gần cổ. Hả? Nằm trên nó bèo luôn rồi. Tới đây nó bị cản à. Muốn chim cái em xuống luôn nha. Đó mày lội xuống là nó sâu lắm á, đừng có lội. Rớt rồi nhé các bạn. Rớt cò rồi đúng. Cò bự luôn á. Cò bờ nhưng mà cò bự. Bắn cò rớt ngay đám bèo này nha các bạn. Đứng từ đây nè, đứng từ xe nè. Bắn ra tới kia. Ngay đám bèo. Tuyệt vời. Gục luôn rồi. Để sao lụm ta? Ngay trên đám bèo á nằm chở luôn rồi. Đám bèo kia đang trôi xuống. Đúng rồi, đám bự á. Không để tôi cởi đồ tôi ra chứ. Lụm trên Cường. Lụm rồi. Ê bắn nữa đi. Nó còn dính chển kìa. Nó còn đứng á, coi nó bay nữa. Trâu thiệt. Không biết. Hai viên rồi vẫn bay con tôi hú. Trâu đạn thật. Ôi, tưởng lật rồi chứ. Bàn tay nó nằm gác luôn rồi. Cánh xe xe đó rồi. Em cũng tưởng lụm rồi. Lại chơi viên nữa mà vẫn bình thường. Thua thật. Thua. Chính thức thua tôi hú rồi. Rồi, anh nghe không? Nghe, mà nó vẫn bay. Con kia con đó đó. Trời ơi. Kinh tởm nhờ. Ê, buồn quá. Chéo chơi con đó. Mày. Anh làm em nửa mày nửa mặt kìa. Rồi, đúng nửa mày nửa mặt rồi. Ê. Vô lụm đi, nó chết rồi. Chết chưa? Chết rồi chứ sao không chết. Anh không thấy nó rớt.
Anh tin em đi. Anh coi chỗ nào nhé, anh đứng đó đi. Lông đây. Không, nó nhảy qua một xíu à. Chim ơi, nó còn trên cây mà. Có nghĩa là nó chưa rớt nhưng mà nó chết rồi. Ê, trúng, 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 trúng. Trời ơi. Trời ơi, nãy lông kìa. Trời ơi, bay tuốt luôn rồi kìa. Vô cây đó, ừ, hay lội vô quất. Thôi, 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 làm gì vô được mà vô. Ôi, em tiếc quá à. Cái cua đỏ mà. Nói hả? Nói hả Cường? Cua ngồi cua đỏ. Đừng khóc, đừng buồn nhé em. Bắn đây luôn ha. Rồi mày xong mày. Chạy ra chạy ra cái đường ngoài này nè. Tôi hú nữa bạn. Rồi. Hú. Lấm. Ôi lại bay nữa. Trời ơi trời. Trâu người ta. Trời ơi. Gục ngang rồi lại bay nữa các bạn. Trời, uổng con tôm hú quá. Bắn thấy nó lệch ra rõ ràng không Tùng? Nó đang rớt mà nó lại đảo nó bay nữa. Đây các bạn. Anh em đang chụp cái thành quả nè. Quá trời luôn nè. Một con mềm mềm nè, hai con tôm hú nè. Mới cu vằn với chim nhỏ. Hai con chim khách. Con cua bự của anh Cường bắn nè. Bắn ngay gần cổ cũng được. Quá trời chim luôn. Này lại xoay mồi nữa. Rồi hy vọng anh em thích chuyến đi của anh em mình nha.